Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh của bà đẻ trẻ khỏe Baby Kubo Home nha. Những ngày tháng 7 này mà sao hay gặp xui xẻo quá đi à. Cho nên quyết định phải làm một cái clip để tăng cái cảm hứng của mình lên, làm những công việc khác được hiệu quả hơn. Đó là một cái video clip toàn là màu xi đèn đèn, tức là đen xì xì. Đây là tên em bé đã được 3 tháng tuổi rồi, đã bắt đầu biết lật rồi đó cả nhà ơi. Chúc mừng tên em bé đã trưởng thành thêm một chút. Hi hi. Em Phi đang làm gì? Đang xoay. Đó, thấy không? Ừ. Được rồi nè bà. Ý quên, mãi nhìn tên em bé lật riết rồi quên mất tiêu làm thử thách màu đen. Thì đây là cái bàn chải của mình, nó cũng không có được đen lắm, nó vừa đen vừa đỏ. Còn đây là cái kem đánh răng tinh hang tre, nhưng cũng không được đen lắm cả nhà ơi. Nó kiểu nửa đen nửa trắng. Thôi kệ, có gì xài nấy. Còn đây là một chiếc đầm cũ kỹ đã xuất hiện trong 800 clip hồi xưa đến giờ. Và cũng màu đen xì xì luôn, cũng được, mà cũng giấu dáng đỡ mập. Gội đầu cho sạch sẽ nào, nếu mà màu đen gội đầu thì chỉ có là dầu gội đầu bồ kết thôi. Mình mới dùng được cái loại dầu gội đầu thảo mộc này, nó rất là thơm. Không chỉ có mùi bồ kết đâu, mà nó còn có mùi xả với mùi chanh kết hợp nữa. Và nếu được thì cả nhà hãy sắm giống như mẹ cô Bô nè, một cái đồ gội đầu vậy nè. Mình xịt dầu gội đầu vô, xong rồi cho lên gãi giống như là gãi bằng móng tay. Tuy nhiên cái tiếng sột nghe rất là đã tai, mà còn có chức năng massage cả cái đầu thoải mái vô cùng luôn. Trong lúc mà ủ tóc chờ tóc khô thì mình đã quyết định ăn sáng bằng cái này. Đây là một ổ bánh mì tinh than tre đang rất là nổi trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook luôn. Tuy nhiên thì cái nhân mình chọn cái nhân là xí mại, ăn nó cũng giống như là bánh mì bình thường chứ cũng không có gì đặc sắc quá. Nêm nếm cũng khá là vừa miệng đó cả nhà. Tóc cũng hơi khô rồi thì mình sẽ xịt dưỡng bằng cái chai serum này. Cái chai này có chiết xuất từ hoa đậu biếc cho nên nó có màu xanh đen chứ không phải là đen lắm đâu. Nhưng mà thôi kệ, cũng có cái yếu tố đen ở đó rồi. Bởi vì xanh xong rất là dễ bị rụng tóc, nên là mình đã dùng cái này để kích thích mọc tóc luôn và mượt tóc đó cả nhà. Tiếp theo mình sẽ chọn phụ kiện nha. Đây, quá trời bông tai luôn. Các loại dài thì nhìn sơ không thấy có màu đen. Coi thử trong đây coi nào. Những cái bông tai ngắn ngắn, quá trời màu đen luôn nè. Hãy chọn một cái bông ngắn ngắn. À đây, nhỏ gọn vậy thôi hen, là được rồi. Giờ hãy gắn lên tai. Hồi mà còn trẻ cả nhà ơi, cực kỳ thích là bông tai màu nào thì đi chung với cái giày màu đó, bộ đồ màu đó luôn. Nghĩ như vậy nó mới xì tai. Đến lớn lên rồi mới biết là cái gì cũng phải vừa phải thôi. Không thôi mà không biết tiết chế lại thì nó sẽ trở thành một cái thảm họa luôn á. Tiếp theo mình sẽ chọn một chai nước hoa cũng có màu đen nha. Không có cái chai nào full size, có cái chai mini này thôi. Mình là cái người mê nước hoa nhưng mà chỉ vì nó đẹp với nó thơm thôi, không có rành nước hoa đâu. Đó, bây giờ mình sẽ lấy ra và mình chậm ở cổ tay chứ không có chà xát. Có lần đọc ở trên báo nghe nói là khi mà mình chà xát á thì cái mùi hương nó sẽ bị vỡ cái kết cấu đi, nó không có còn được đúng cái tính chất của nó ban đầu. Nên là rút kinh nghiệm, mình chỉ có chậm thôi chứ không có xoa hay là chà xát. Tiếp theo là mình sẽ quánh phấn phủ lên cái bản mặt nè. Và cái hộp này có màu đen, tuy nhiên cái chất phấn bên trong thì đâu có màu đen được. Phấn nào mà chả màu trắng, chỉ có cái hộp là màu đen thôi. Chậm. Và đặc sắc nhất của video ngày hôm nay chính là cái thỏi son này đây. Tuy bên ngoài cực kỳ lưa tinh, có màu xanh đậm nha, nhìn cũng rất là hấp dẫn đúng không? Nhưng bên trong không hề có màu xanh mà nó là màu xi đen đen, đen xì xì luôn. Lúc mà mình đăng trên TikTok thì có một số bạn nói chắc là chỉnh màu rồi, nhưng mà không, nó thiệt sự có màu đen luôn. Rồi bây giờ sẽ bỏ nó lên trên môi. Mặc dù môi của mình đã tẩy tế bào chết rồi nhưng mà phải rất là nhiều lớp nó mới lên được cái màu đen xì xì. Mà mình nhìn mình cũng hết hồn luôn cả nhà. Nhìn coi nè, quyến rũ không? Giống như phù thủy bạch tuộc vậy đó cả nhà. Còn đây là 5 giây tự cho mình được đóng vai ngầu. Không thấy ngầu một tí xíu nào, thấy kỳ lạ không à? Trời ơi, nhìn như là rocker vậy đó, sợ quá. Rồi bây giờ chuẩn bị một đôi giày thấp thôi, không thôi là đi sẽ bị đau chân. Thêm một cái nón ăn cắp của ba cô Bô nữa. Rồi bây giờ mình sẽ hỏi thử cô Bô coi mẹ nhìn có đẹp hay không. Ngồi đi. Cô thấy mẹ đẹp không? Nope. Đẹp không?